hai câu chuyện cuộc đời cảm động lòng người, nghe xong ứa nước mắt. Câu chuyện thứ nhất Con gái Hôm đó Thủy ngồi buồn thiêu sau lời la mắng của má. Cô tự trách mình, con gái gì mà vô dụng quá. Có một cái việc nấu cơm thôi mà bữa dư bữa thiếu. Làm trước quên sau. Mới có 24 tuổi đời mà cứ như bà già đảng trí. Cứ cách tật này thì về làm dâu người ta cười cho. Cô ngồi nhìn ra ngoài sân, lắc đầu rồi thở dài, trong khoảng lặng với tiếng kim đồng hồ tích tắc 11 giờ trưa. Thủy có hai đứa em trai, đứa nào cũng đã tới tuổi trưởng thành. Hai đứa nó như hai vị vua trong nhà vậy. Chỉ có mỗi việc đi chơi rồi về nhà ăn xong rồi nằm. Nhiều khi cô nghĩ mà tuổi cho thân phận con gái, khi có mấy đứa em toàn con trai phải làm hết tất cả cho nó từng cái miếng ăn và giặt luôn từng bộ đồ cho mọi đứa nhưng cũng tùy gia đình mỗi người có đứa nó biết suy nghĩ biết thương chị thì nó phụ giúp còn đứa mà vô tâm thì đành chịu thôi thủy nằm trong hoàn cảnh có hai đứa em đều vô tâm chả giúp được gì ngược lại còn la mắng không vừa ý này kia giá như cô em gái thì cô đỡ vất vả phần nào mà cũng chưa chắc là như vậy tóm lại làm chị cả trong nhà thì điều nặng trọng trách cả ở trong nhà hai đứa em muốn cái gì mà chả có thằng út nó mê chơi game thế là ba má sắm ngay cho nó cái máy vi tính để cho nó chơi còn thằng thứ ba thì ham ca hát ba má đành mua ngay một dàn karaoke riêng cô thì chẳng có gì ngoài đôi bông tai ra nhiều khi thấy mấy đứa con gái trong xóm Có mỹ phẩm, quần xinh áo đẹp Cô cũng muốn diện cho đẹp với người ta Mà mỗi lần xin tiền mua đều bị má mắng Nên thôi đành sao để vậy Hoặc chờ khi nào được đi dạy học có tiền lương sẽ mua sao Cũng là con ruột của ba má Nhưng sao tình thương dành cho cô lại ít hơn hai đứa em trai Nhớ có lần thằng Út bị trượt chân té ngoài sẵn nước chỉ chạy xước cánh tay tí xíu thôi mà má đứng ngồi không yên cứ la mắng và cho rằng thằng út té là do cô mà cứ nói do mày làm biến không chịu chà rửa cái sàn nước thường xuyên để cho nó đóng rêu nên thằng út mới té rồi thằng thứ ba đi chơi quá khuya không về má bắt cô phải đi kiếm nó về cho bằng được mặc kệ trời khuya hay mưa gió lúc cô bị sốt nằm liệt giường má chỉ hỏi vài câu rất ngắn gọn mày khỏe chưa thủy đi mua thuốc uống đi nhưng má không nghĩ đang bị bệnh đi làm sao nổi hình như mọi sự vô tâm trong nhà đều dành riêng cho cô Bà má có một quan niệm cổ hủ rằng con trai mới là con của mình con trai nói giỏi tông đường mang họ mình chứ còn con gái là con nhà người ta sau này cũng đi lấy chồng rồi sinh con đẻ cái lấy họ nhà người nên cái gì con trai cũng trên hết chính vì điều đó mà thủy không có sự ưu ái nào từ ba má cô hiểu gia đình mình nên cũng không đòi hỏi gì hơn nhiều khi cô cũng thấy buồn trước những câu la mắng của ba má và các em nhưng thôi dù gì mình cũng là phận con gái cứ lo cho ba má với các em cho trọn bổn phận được ngày nào hay ngày đó cái ngày thủy đi lấy chồng ở tận ngoài quảng nam lúc bước lên xe hoa bà má khóc đến sưng cả mắt vì từ miền nam mà đi lấy chồng tận miền trung chắc lâu lắm mới có dịp về đây thăm nhà má cứ nắm lấy tay cô mà dặn dò đủ thứ chuyện cái tay của má như không muốn rời tay cô mặc dù có nhiều người khuyên ngài vua của con đừng nên khóc tuy rằng biết vậy nhưng sao nước mắt má cứ trào ra mỗi khi nhìn Thủy. Má biết cái nhà này từ nay về sau sẽ không còn bóng dáng của Thủy nữa. Ngày hạnh phúc của con mà sao trong lòng má cứ buồn buồn không thể nào diễn tả được. Đêm đó bà má thức trắng cứ đi tới đi lui trong nhà. Cái đèn sáng mãi không tắt. Hai thằng con trai đã ngủ sai từ lúc nào. Nhìn vào phòng cái giường trống trơn không còn thủy nữa. Cái buồn nào đó hiện rõ trên hai gương mặt già. Nỗi lòng của ba má khi xa con, thấy cái gì nó cũng đều hiu vắng lặng. Ba má cứ trách, gã con chi xa, rồi bây giờ mới thấy thương thấy nhớ. Cả đêm, ba má không tài nào ngủ được, cứ như mất cái gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Má thì nước mắt chảy dài chảy ngắn. Ba thì cứ nhìn vào phòng của thủy lặng lẽ không nói được lời nào bà má bước vào ngồi trên cái giường đôi mắt cứ nhìn lên tấm ảnh chân dung của thủy đến tận khuya sáng đó má ra chợ bán bà phát cuốc ra đồng lúc ba về thấy cái sân lá rụng đầy cái nhà cũng bụi bám dày trên mặt nền cơm chưa nấu nồi son chén bát một đống ở sẵn nước đồ một thao còn nguyên đó nó bề bộn tứ tung chưa bao giờ ba thấy cái cảnh này lúc thủy chưa đi lấy chồng cái gì cũng ngăn nắp ba về đã có đồ ăn sáng để sẵn cái nhà luôn sạch sẽ cái sân không có một chiếc lá nào thế mà giờ nó trông như một bãi chiến trường đi làm về mệt thấy vậy càng mệt thêm ba bực tức đi lên nhà trên thấy hai thằng còn đang ngủ ngái khò khò bà hét lớn gọi chúng dậy Giờ này là giờ nào rồi mà hai thằng bay còn ngủ? Thằng thứ ba mắt nhắm mắt mở, đưa ta lên nhìn đồng hồ rồi nói. Mới có 8 giờ mà ba. Sớm quá hả mày? Vậy hết cho tao, dọn dẹp nhà cửa. Từ nay về sau, tao đi làm về, thấy cái nhà còn bề bộn thì tụi bay biết tay tao. Hai thằng lật đật ngồi dậy, chưa bao giờ nó thấy ba nó khó như bây giờ. Từ lúc chị hai đi lấy chồng, cái tính của bà và má cũng thay đổi hay la mắng chúng nó không cưng chiều như trước kia nữa và mỗi lần nói chuyện thì ba má cứ ngắt thủy và hay so sánh chúng nó không bằng một cốc của chị hai trong bữa cơm trưa má dọn sẵn ra bàn thằng út mãi chơi game bên chiếc máy tính còn thằng thứ ba thì hát karaoke ôm sờm ở nhà trên má gọi năm lần bảy lượt xuống ăn cơm mà chả thằng nào chịu xuống bà nói với má. Bà lên kêu tụi nó xuống ăn cơm, chứ không một lát tụi đập luôn cái máy tính với dàn karaoke đó bây giờ. Hai thằng nghe sợ quá đành đi xuống ăn cơm. Bà gấp miếng cá kho bỏ vào miệng rồi cào nhào. Bà nói cái gì mà mắng chát vậy? Con Thủy nó đi rồi thì cái nhà này chả ra hồn ra phía gì cả. Muốn ăn một bữa cơm ngon cũng không được. Thôi ông ăn đỡ đi Cũng thằng út không hả Má kêu đổ ít nước mắm vào cá thôi Mà mày đổ gì nhiều vậy Thằng út nuốt cơm rồi nói Con có biết đâu Nào giờ chị hai nấu không mà Ba nhìn hai thằng rồi nói Đẻ ra hai thằng con trai Toàn vô dụng Không được cái tích sự gì Biết vậy hồi đó đẻ con thủy ngưng được rồi Thằng thứ ba nghe nói vậy Thì trả lời cho dù ba má có đẻ duy nhất chị hai thì bà cũng đi lấy chồng. Con gái đi lấy chồng chứ không lẽ con gái đi cưới vợ. Bà má nói con gái là con của người ta kia mà. Bà bỏ đũa xuống không ăn nữa. Lặng lẽ đi ra nhà sau nằm võng. Gương mặt của bà hiện lên nỗi buồn rất rõ. Nhắc đến Thủy, bà rất nhớ. Chẳng hiểu sao lúc này bà thấy thương Thủy rất nhiều. Bà ước gì được gặp Thủy ngay lúc này bà cứ đưa võng mà mắt nhìn về phía trời xa má biết từ lúc thủy vắng nhà ba buồn lắm tối nào nằm ngủ miệng ba cũng gọi thủy con ơi ba mơ gặp thủy suốt ngày mấy đêm liền má cũng như ba vắng thủy rồi mới thấy thương cái quan niệm thương hai thằng con trai hơn cũng đã không còn trong lòng má từ ngày ấy má đi theo bà ra phía sau nhà ngồi cạnh rồi nói cùng ba ông nhớ con Thủy lắm đúng không? Nó là con, là máu mũ, sao không nhớ cho được? Không biết về bên đó, nó sống ra sao nữa. Tôi cũng nhớ nó lắm, cứ mỗi đêm nghe ông ngủ mớ gọi tên nó, mà hai hàng nước mắt của tôi chảy thấm ướt gối. Ngày mai, bà mua cho tôi một vé xe đi Quảng Nam ngay, tôi muốn đi thăm nó hay ông chờ tôi bán hết đồ rồi mình cùng đi tôi không chờ được bà muốn chờ thì cứ chờ đi tôi phải đi thăm con tôi ông ráng đi mà tôi biết ông rất nhớ nó phận làm mẹ mang nặng đẻ đau tôi cũng nhớ nó không kém gì ông không lẽ ông không cho tôi đi thăm con tôi ừ vậy cũng được tranh thủ rẻ mắt dịa bán hết rồi đi người mà tội con nhỏ, họ còn con gái thì không được như con người ta. Ngay cả cái sợi dây chuyền nó cũng không có mà đeo. Quần áo thì bộ nào cũng cũ mềm. Ra đường thấy con người ta mà tôi thấy mình có lỗi với nó vô cùng. Cái gì cũng lo cho thằng ba với thằng út mà không ngó ngàng gì tới nó hết. Giờ tôi mới nhận ra mình sống quá lạc hậu, cư theo cái quan niệm trọng nam khinh nữ để rồi bây giờ xa con thủy không đành. Con nào mà chả là con, trai gái gì không như nhau, con trai nó nằm ở trong bụng bà, không lẽ con gái thì trên trời rớt xuống. Trai hay gái gì cũng là máu mũ, cũng mang nặng đẻ đau. Đó, ngay trước mắt bà không thấy sao, hai thằng con trai đó, nó có bằng một góc của con thủy đâu. Nó có sách, mắt có chứng, lát bà lên coi cái mầm chén tụi nó còn để y nguyên đó. Đúng như lời ông nói, cha hay gái gì cũng là con. Con Thủy nó đi rồi, tôi mới thấy. Hai hàng nước mắt của má trào ra, từng giọt rơi xuống đất. Bà không chịu nổi cảnh này nên hét lên. Bà muốn khóc, đi vào trong mà khóc. Tôi đã buồn rồi thì đừng khóc lóc trước mặt tôi. Mà lấy tài làm nước vào nhà. Ba còn nằm đó, mắt nhìn về phía xa xăm, hình dáng cô thủy cứ hiện về trong tâm trí ba từng phút từng giây. Sáng đó như thường ngày, ba lên chợ bán bà bắt cuốc ra đồng. Khi trở về, thấy cái nhà vẫn như hôm qua, lá đầy sân, bụi nổi kính nền nhà, nhà cửa không ai dọn dẹp. Bên trong hai thằng còn đang ngủ. Ba lắc đầu, ngồi xuống, nhìn ra trước ngõ mà nhớ thủy gia giết nhớ tiếng quét sân sáng sớm lẹt xẹt nhớ luôn tiếng lục đục dưới bếp nấu cơm làm đầu ăn tiếng vắt nước mỗi sáng giặt đồ nhớ luôn tiếng đi xe đạp lọc cọc mỗi sáng thủy đi chợ về giờ nó im ắng buồn đến não ruột bà chảy hai hàng nước mắt miệng cứ gọi thủy ơi câu chuyện thứ hai em gái của trời. Sau 5 ngày bỏ nhà đi bụi thì cuối cùng tôi cũng chịu mò về nhà vì hay tin ngoại tôi chống gậy đi tìm. Ngoại mắt không thấy đường, tai ngỡn ngãn rồi, vừa đi vừa gào tên tôi khắp làng khắp xóm. Nghe thằng bạn kể tới đó thôi, tôi cũng không đủ can đảm ở cái trò vịt nhà nó thêm một ngày nào nữa. Sợ thì ít, mà thương ngoại thì nhiều, ngoại nuôi tôi từ bé đến giờ, ngoại cưng tôi nhất. Lần đầu tiên trong đời, tôi dạng nhà vì cái lý do chẳng giống ai. Đó là bà tôi lấy vợ khác sau hơn 10 năm gà trống nuôi tôi. Đó là một người phụ nữ gốc Huế, bán bánh bèo lọc nậm ở chợ huyện. Quen ba tôi, trong một lần ba tôi tới tiêm thuốc cho mấy con heo nhà bá. Ba tôi là bác sĩ thú y gọi thế cho oai chứ chả có bằng cấp gì toàn bị chúng nó gọi là bác sĩ heo sau đó thì bà hay ghé nhà tôi vì nhà tôi gần chợ bà đi bán sẵn ghé luôn thỉnh thoảng có mua quà cho tôi ban đầu thì tôi thích lắm cho gì cũng lấy nhưng sau khi biết ba tôi chuẩn bị lấy bà làm vợ thì tôi phức hết phức sạch thậm chí thấy bà tới nhà là tôi bỏ đi ra ngoài không thèm chào như trước nữa đến trước ngày cưới một hôm thì tôi bỏ đi mọi người bận bị quá nên chắc chả ai để ý đến tôi khiến kế hoạch phá vỡ đám cưới của tôi sụp đổ cứ xong mới bắt đầu thấy có người ý ới đi tìm ừ thì về nhà chả ai dám nói gì nói là tôi bỏ đi nữa bây giờ tôi oai lắm ai cũng sợ tôi tôi dám bỏ nhà đi bụi cơ mà nghĩ thế nên tôi chả thèm chào hỏi ai làm lũi xuống bếp bới cơm rồi mang ra vườn ngồi trên khúc cây đổ ăn ăn ngấu nghiến như một con chó con đói lâu ngày xong rồi thì lăn ra ngủ mặc kệ từ đấy tôi bắt đầu gắt gỏng thỉnh thoảng còn bỏ ăn bà gọi tôi tôi không thèm thưa trả lời thì luôn trống không và chưa một lần tôi gọi bà là mẹ tôi cố tình chống đối và tỏ ra khó chịu với mẹ ghẻ mặc dù bà không làm gì tôi cả có lần tôi nghe trộm được, bà nói với bà tôi là bà thương tôi như con đẻ. Từ từ bà sẽ lấy được thiện cảm của tôi. Đừng có mơ lừa được tôi nhé. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Câu này tôi thuộc lòng từ lâu rồi, tôi thách đấy. Cứ thế, năm tháng sau trôi qua, bà vẫn làm lũi tiếp cận và lấy lòng tôi. Còn tôi thì ngày càng ngang ngạnh có lúc tôi còn nói hổ với bà. Bà tôi thì vốn hiền lành như khúc củi, ổng lại bị thọt một chân nữa. Chưa bao giờ ổng đánh tôi cả, thế nên tôi càng được thể lấn tới. Rồi một ngày, bà dắt một con bé về, nó đen nhẽm, tóc đỏ quạnh như trái, quần áo thì quê mùa. Thích thị là con bé nhà quê, vì chỉ có bọn nhà quê mới thắt tóc biếm hai bên và mặc áo tay phòng bọn con gái lớp tôi nó bảo như thế. Nó không đúng chào tôi, mà có vẻ sợ hãi vì tôi trừng mắt nhìn nó. Ba tôi bảo nó là con riêng của mẹ, ở dưới quê với bà nội, vì học chưa hết học kỳ, nên bây giờ mới chuyển tới ở được. Bảo tôi từ đây chăm sóc bảo ban em học hành. Tôi chả thèm nói gì, bỏ đi đá bóng. Con riêng với chả con chung, rõ là trách việc. Từ ngày có nó, tôi lại càng thêm khó chịu. Nó đi ra đi vào, đụng cái này, ngó cái kia, cái gì cũng hỏi. Cũng cầm lên lắc lắc thử, coi bộ mới thấy lần đầu. Sai nó ủi đồ thì nó lớn ngớ làm trái mất cái áo đi học vì không biết vặn chỉnh nhiệt độ. Bắt nó chép bài hộ thì nó chép ra cả lề vỡ. Sau này tôi mới biết vợ nó cuốn nào cũng thấy chép ra lề để tiết kiệm Đến việc sai mở tivi nó cũng không biết cách, rõ là quê một cục. Tôi bực mình chửi nó. Mày chưa xem tivi bao giờ sao? Nó đỏ mặt, nó bảo bà nội nó cũng có cái đài cassette nhưng mà chỉ có tiếng, không có hình người. Tóc nó ban đầu tôi tưởng nó nhượng, sao hỏi nó mới bảo là ở dưới quê đi chăn bò với loại rượu nhiều nên bị cháy. Nghe thế tôi cười hô hú. Vào năm thì nó đi học. Nó học thua tôi hai lớp. Tôi học lớp 8, nó học lớp 6. Trẻ em ở quê thì thường dậy thì muộn. Đến lớp 10, tôi mới bắt đầu lớn. Lớp 8 tôi vẫn còn còi cọc và trẻ con lắm. Hầu hết con trai trong lớp tôi đều thế, chả riêng gì tôi. Nó còn thê thảm hơn tôi, gầy đét và còi cọc như con bé tiểu học. Mới đầu, nghe nó nói nó học lớp 6 tôi còn há mồm không tin nữa nhà có mỗi một chiếc phượng hoàng nên ba tôi bắt tôi phải chở nó đi học mặc dù tôi cực lực phản đối mấy ngày đầu tôi phóng cái phèo đi trước mặc kệ nó lủi thủi đi bộ theo sau mẹ nó thì đi bán từ sớm ba tôi thì không đi xe đạp được với lại cũng chả có xe thế nên nó phải cuốc bộ đến trường mặc dù khá là xa có lần quên tập tôi chạy ngược xe về nhà thì thấy nó đang mồ hôi nhễ nhẩy, mặt mũi đỏ gai vì mệt. tôi lấy làm đắc chí lắm, nghĩ bụng cho mẹ chết đi, con nhà quê. một lần nó suốt mấy ngày liền do đi học nắng quá, nó vẫn giấu không cho ba tôi và mẹ nó biết vụ tôi không cho nó đi học. thấy nó nằm rên hư hử trên giường, lúc tỉnh nó còn dặn tôi để quần áo đấy nó giặt. nó đang mệt quá không giặt được nghe nó lảm nhảm tự nhiên tôi thấy hơi tội tội và có lỗi với nó nó hết sốt và đi học lại thì tôi bắt đầu cho nó đi chung xe ban đầu nó hơi ngạc nhiên sau nó cũng lên suốt cả năm học tôi chở nó chưa bao giờ tôi thấy nó nói gì thỉnh thoảng có nghe nó hát nho nhỏ gì đó tôi quay lại thì nó lại im nó là một đứa khác khó hiểu mãi cho đến lúc nó đi xa mãi tôi cũng chưa hiểu được nó, con em gái bé bỏng của tôi. Sau vài lần bị bạn bè bắt gặp tôi chở con bé đi học, bọn trong lớp tôi ngay lập tức rêu rao cái tin động trời này vào lớp là Thằng Tuấn có bồ rồi tụi bay ơi, thằng Tuấn có bồ rồi, bồ nó xấu như con ma lem. Có thằng còn thề sống thề chết là thấy bọn tôi ôm nhau, đúng lại chém gió một cách trắng trợn kinh tởm mà. Tôi Thanh Minh không được, điên máu, gào trón lên rằng, đó là em họ tôi. Đứa nào còn nói nữa thì cẩn thận ăn đắm đấy. Thế tôi làm dữ, bọn nó cũng trùng không nói nữa. Nhưng tôi để ý bọn con gái nhìn tôi vánh mắt rất đẻo. Thỉnh thoảng có đứa còn đưa tay bịt miệng cười hi hí. Thật là một nỗi an trọng trời mà. Tôi đẹp trai thế này lại là con của bác sĩ mà lại đi cặp bồ với một đứa đen đuổi xấu xí như thế à? Nghĩ sao vậy chứ? Thật bực mình hết chỗ nói. Hôm sau, tôi quyết định không chở nó đi học nữa, kệ, cho nó đi bộ. Nó cũng không nói gì, cúi đầu lặng lẽ rảo bước khi thấy tôi phóng xe đi trước. Nhưng mà đi được một đoạn, ngẫm lại cái hôm nó ốm liệt giường, theo thào xin lỗi, đến tội nghiệp vì không giặt được quần áo nấu cơm cho tôi để tôi phải làm nó nói như là nó có lỗi lắm ấy tôi liền quay xe lại dù sao thì từ xa xa tôi thấy nó đang lững thững đi trong dáng nó bế tí tẹo như cục kẹo vậy trên lưng là cái cặp to tướng à mà không giống cục kẹo lắm nhìn kỹ thì giống con rùa con hơn một con rùa cả nghĩ đen và nghĩ bóng tôi bảo nó lên xe nó im lặng bước lên cũng lại chả nói gì nó như là bản sao của mẹ nó vậy không bao giờ chống đối hay hỏi han điều gì mẹ con nó như những người phụ nữ ở nhà thống lý bá tra ngày xưa tôi đi đường tắt để tránh sự dòm ngó của bọn trong lớp con đường vòng vo và vắng nhà cửa tôi chở nó chạy xe băng băng qua vườn điều vườn cam vườn mía băng qua cả những ngày tôi phẫn chí dừng xe lại treo vào bức trộm ổi cho nó ăn nó ở ngoài trong xe mà cái mặt tái mét băng qua cả những lần tôi điên tiết bỏ nó giữa đường cho nó đi bộ làm nó bị trễ cả giờ kiểm tra băng qua những hôm bị xịt lớp xe hỏng xe tôi thì chắc nó đi phía sau phì phò đẩy hộ Bây giờ thỉnh thoảng có dịp về quê, tôi hay xách chiếc xe đạp ngày xưa đi ngang con đường ấy để tìm lại kỷ niệm. Có những lúc giật mình, buộc miệng gì đó mà không thấy ai trả lời. Tôi quay lại nhìn phía sau, không còn thấy cô em gầy gò của tôi, hai tay bám chặt vào yên xe, mặt ngơ ngác thay cho câu hỏi nữa. Bất giác, tôi không còn sức để đi tiếp. Dừng xe lại, nước mắt tôi chả dài. Ngày ấy, bọn tôi hay có trò chơi gãy hình, hình Sogoku và dũng sĩ man. Trong lớp tôi, tôi hầu như ngày nào cũng mở hội gãy hình trước giờ học. Tôi chơi dở tệ nên thường xuyên thua sạch. Bao nhiêu tiền ba tôi cho mua sách vở, bút mực, tôi đi mua hình và cống nạp hết cho tụi bạn. Hôm đấy cay cú, vì lời thách thức của thằng bạn quá mà hết sạch tiền. Tôi chả biết làm sao. Ba tôi thì đi vắng, chưa về, nên không nói xạo để xin tiền được. Tôi đánh liều lục cặp của nó trộm tiền. Vì tôi biết mẹ nó hay dám dối tiền cho nó mua mấy thứ linh tinh của bọn con gái. Định bụng khi thắng cuộc tôi sẽ bán hình lại lấy tiền rồi khéo léo bỏ vào trả lại cho nó như không có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ đâu tôi thu sạch sẽ. Cả ngày hôm đấy tôi cứ lắm là lắm liếc nhìn nó. Tôi chỉ sợ nó miết mẹ nó hay là ba tôi? Rồi thì ba tôi vặn hỏi, tôi sẽ lấp bắp. Rồi thì lộ ra cái chuyện tôi không mua sách vở. Rồi thì lúc đấy thì chỉ có mài nhục hơn chết. Nhưng mà quá lạ là tôi không thấy nó nói gì. Tôi chắc chắn là nó đã biết vì tôi thấy nó soạn sách vở đi học. Có lôi mấy thứ trong cái ngăn đựng tiền ra. Nhưng dù sao tôi cũng thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát được một kiếp nạn. Mãi sau này tôi mới phát hiện ra một điều Nó là đứa con gái duy nhất trong trường đội nón lá đi học Trước đây tôi tưởng điều đó là bình thường Vì thấy cô gì hay những người phụ nữ tôi quen đều đội như vậy Nhưng khi nghe con gái trong lớp xì xào Con bộ thằng Tuấn nó vẫn đội nón lá đi học đấy Đúng là gái chứ quê lên có khác Thì tôi mới chột dạ Như thế là nhà quê là không hợp thời Tôi về nhà Lôi nó ra hỏi con kia sao mày lại đội nón lá đi học đây có phải như dưới quê mày đâu mày không biết xấu hổ hả nó lý nhí tiền em dành được để mua nón hoa em làm mất rồi tôi đứng hình và hiểu ra ngay thì ra những khi mẹ nó cho nó tiền mua quà mua bút sách này nọ nó đều tiết kiệm lại vợ nó viết ra cả lời nó tính nháp ra chằng chịt cái bàn học vì sợ tốn giấy trong khi tôi thì giật dí trắng trong tập gấp máy bay phi ầm ầm bộ đồ đi học của nó cũng là được thừa kế của một người chị họ sách giáo khoa của nó cũng là đi mượn về nhiều quyển còn bị xé lam nham nó tiết kiệm từng đồng từng xu để rồi cuối cùng bị thằng khốn nạn như tôi ăn cắp mất tôi đủ nó vào rồi ngồi thẫn thờ một lúc lần đầu tiên tôi nhận ra một điều là dù sao nó cũng là một đứa con gái cũng biết xấu hổ khi bạn bè chê cười, cũng thích nơ kẹp tóc và nón hoa như bao đứa khác. Tôi thấy ân hận ghê gớm, tâm trạng nặng nề kéo dài mãi đến tận mấy hôm sau. Những ngày tháng trẻ con vụn dại ấy rồi cũng trôi qua nhanh chóng, vẫn chiếc ngựa chiến ấy, tôi chở nó băng băng qua tuổi thơ, băng qua những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh ở trường huyện. Nhưng tôi không còn cố tình phóng nhanh để cho nó hoảng sợ nữa tôi không còn bắt nó đi bộ một đoạn rất xa khi gần đến trường để tránh bị phát hiện nữa tôi chở thẳng nó vào trường như thể một thằng anh trai chở em gái đi học ừ nó là em gái tôi mà lần đầu tiên trong đời tôi có em gái nó lại ngoan và hiền như thế có lý do gì để tôi bắt nạt nó hoài cơ chứ tôi nhận ra điều này tuy muộn nhưng không trễ nó thấy tôi bắt đầu tốt với nó, không còn quát mắng nó như xưa nữa, không còn dọa đánh nó mỗi lần nó làm gì lớn ngớ nữa. Nó không nói gì, nhưng nó nhìn tôi lạ lắm, không còn cái thái độ sợ sệt như trước đây. Hình như mắt nó có gì đó long lanh. Nếu nó là con cúng con, tôi ác hẳn nó sẽ phẩy vẽ cái đuôi bé tí. Một ngày cuối năm lớp 9, tôi đang ngồi học trong lớp, thì nó ở đâu chạy vào nước mắt nước mũi tèm nhem ba bị tông xe rồi anh bi ơi người ta đưa vô bệnh viện rồi tôi chở nó phóng như bay vào bệnh viện sáng nay có người mang ô tô đến chở ba tôi đi vào xã chích người cho gia súc bảo là chiều sẽ về vừa để nó xuống xe tôi phóng như bay vào phòng cấp cứu tôi biết phòng đó ở chỗ nào vì bà ngoại tôi từng hai lần nằm ở đây cô dì chú bác họ hàng tôi đứng chật ngoài phòng cấp cứu. Bà tôi vốn hiền lành và tốt bụng nên được cả họ quý mến. Cô tôi thấy tôi đến thì chạy lại ôm chậm lấy tôi khóc nức nở. Tôi hoảng loạn, mặt mày tái mét, miệng lấp bắp. Bà, bà con, bà con sao rồi cô? Cô không trả lời mà đưa tay lên bụng miệng rồi nứt càng mạnh. Tôi hoảng quá, chạy lại túm lấy anh tôi, chú tôi bác tôi gào toán lên. Bà con sao rồi? Bà con sao rồi? Không ai đủ dũng khí để nói gì với tôi. Một thằng mất mẹ từ năm ba tuổi, họ sợ phải chính miệng thốt ra với tôi rằng Mì à, bà con mất rồi. Từ ngày ba tôi mất, tôi biến thành một người hoàn toàn khác, không còn muốn quậy phá làng xóm nữa, không còn muốn đùa giỡn chạy nhảy nữa tôi gần như là một cái xác không hồn bạn bè cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác một ánh mắt đầy thương hại lớp tôi còn tổ chức đến nhà tôi thăm và chia sẻ với tôi tôi biết thế nên trốn sang nhà ngoại tôi chẳng cần ai thương hại hết tôi chẳng cần ai hết tôi chỉ cần ba thôi mà thôi ba ơi con em gái tôi từ dạo đó cũng trở nên ít nói hơn hằng ngày tôi vẫn chở đó đi học vì tôi chỉ còn vài tháng ngắn ngủ nữa là hết cấp 2 rồi. Dù sao thì như ngoại tôi nói, tôi phải cố học để ba mẹ tôi ở dưới suối vàng được yên lòng. Cô tôi sang nhà nói chuyện với mẹ kế của tôi về việc để tôi qua nhà cô ở. Cô sẽ nuôi và chăm sóc tôi. Tôi ở trong buồn, nghe mẹ kế nói chậm rãi và từ tốn bằng giọng huế khá nặng. Rằng bà thương tôi như con Bà tôi mất rồi nên bà phải có trách nhiệm nuôi nấng tôi nên người. Bà nhất định không để tôi phải khổ. Từ đấy, mẹ kế tôi nuôi tôi và em gái bằng gánh hàng chợ nắng đắt mưa ấy, bằng những buổi sáng dậy sớm tinh sương để nặng nặng, gối gối, chiên chiên xào xào. Tôi nghe hai mẹ con họ thì thầm để tránh gây ồn cho anh đi ngủ. Tôi nghe con em kể chuyện đi học ở trường Tôi nghe họ nói đến những gì cao xa và tốt đẹp lắm. Chiếc đèn hoa kỳ treo ở bếp in bóng hai người phụ nữ bé nhỏ ấy vào tường, in cả vào những giấc mơ của tôi sau này, giấc mơ có mùi hành phi thơm phức. Con bé em tôi từ dạo đấy phải dậy sớm để phụ mẹ nên bị thiếu ngủ. Có lần tôi chở nó đi học, quay xe lại nhìn thì thấy tay nó vẫn bám chặt yên, nhưng mắt thì đã nhắm nghiền từ lúc nào lông mi nó dài và cong lắm. Nhiều lần tôi ái nái quá, cố dậy theo để phụ làm bánh, nhưng mẹ kế nhất quyết không cho, nặng nặc bảo tôi đi ngủ. Bà nói rằng chỉ còn vài tháng nữa là thi chuyển cấp 3 rồi. Tôi nhất định phải đậu trường chuyên trên tỉnh, cứ học giỏi vào là khổ bao nhiêu bà cũng chịu được. Còn con luyến, em gái tôi thì chưa phải chuyển cấp nên để nó phụ. Bà su tôi vào ngủ như su tà vậy cuối cùng tôi cũng đậu vào trường chuyên trên thị xã thật con em tôi là người biết đầu tiên nó cầm tờ giấy báo phóng ra ngoài mương câu cá để tìm tôi bộ dạng nó hớn hở còn hơn cả tôi nó đưa tôi tờ giấy mắt nó mở to và rạng rỡ anh bi xem này tôi cầm tờ giấy báo trên tay vui thì ít mà nhớ ba tôi thì nhiều nếu ba tôi còn sống chắc chắn ông sẽ vứt cả nạn mà chạy đi tìm tôi Bi phải thi khối B, làm hãng bác sĩ, bác sĩ thật, chứ không phải bác sĩ heo như ba. Trường mới cách nhà tôi gần 50 km. Tất nhiên là với chiếc xe đạp cọc cạch, tôi không thể nào đạp xe đến trường với một khoảng cách xa như vậy được. Vì vậy, chắc chắn nếu tôi đi học cấp 3 trên đấy, tôi phải trọ học, phải xa nhà. Vấn đề ở đây không phải là tôi không muốn đi học xa, mà là nếu ở trọ thì sẽ có biết bao nhiêu vấn đề phát sinh. Tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền học, tiền điện, tiền nước, tiền, tiền, tiền. Thứ mà nhà tôi thiếu nhất vào lúc này, khi trụ cột là ba tôi đã không còn nữa. Lúc ngồi ăn cơm, tôi bảo với mẹ kế, Thôi, con ở nhà học cũng được, ở trọ rồi tiền đâu mà học. Với lại, con thích ở nhà thôi, lần đó biết chơi với ai. Bà nghe vậy thì dừng đũa, nói với tôi một cách nghiêm nghị nhất. Con nghe cô, con nhất định phải đi học. Cô còn lo được thì con cứ an tâm mà học hành. Sau này cô già yếu không còn sức nữa thì con còn phải thay cô lo cho con luyến nữa. Bà nói nhiều lắm. Đã ý như là tôi phải hoàn thành tâm nguyện của ba tôi. Sau này tương lai còn dài lắm, rồi thì cứ học thật giỏi và làm gương cho em bà ít học, nửa chữ cắn đôi bà cũng không biết, nên bà cảm nhận được cái sự khổ của việc không được đến trường, không được đi học. Còn Luyến, nó cũng ngồi im mà nghe, nó cũng mong tôi đi học lắm. Nó còn bảo sau này nó cũng muốn vào trường chuyên như tôi, nó sẽ học để làm cô giáo. Một ngày cuối tháng 8, tôi dậy rất sớm để chuẩn bị lên đường. Áo len, mũ trùm kính mít vì trời lạnh. Chiếc ba lô đã chật cứng quần áo con lưới nó ship vào cho tôi hôm qua. Một cái bao đựng ruốc khô mẹ kế làm, một bao gạo đựng trong túi cám con cò, vài thứ vật dụng linh tinh. Ngày ấy phương tiện di chuyển còn ít, đi đâu xa xa là phải đi bằng ô tô thang. Mỗi lần ba tôi đi lên thị xã mua thuốc hay học lớp kỹ năng nông nghiệp về là áo quần ướt đẫm mồ hôi và bồ hóng bụi thang thì bám đen kịch, lắm đen mặt mũi như bao cong vậy đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi rời khỏi cái phố huyện nghèo nơi tôi sinh ra và lớn lên mẹ kế hôm đấy vẫn đi bán vì nghỉ bán một ngày là cục vốn ngay tối hôm trước bà đã dặn dò tôi đủ điều rồi ngồi nghe căn dặn tôi bắt đầu cảm nhận được tình cảm của bà dành cho tôi đứa con riêng của chồng suốt ngày chỉ biết chống đối và quậy phá tôi chở con luyến qua nhà ngoại để nó ngồi sau ôm ba lô và đồ đạc cho tôi ngoại tôi biết là sáng nay tôi sẽ khoa nên đã chống gậy đứng sẵn ngoài cửa chờ từ lúc nào ngồi nói chuyện với ngoại một lúc thì tôi chào ngoại về để kịp xe ngoại dúi cho tôi một cục tiền lẻ cuộn tròn và cục chặt bằng dây thun bảo tôi cầm lấy thỉnh thoảng ăn quà cục tiền tròn vo và cũ kỹ có lẽ ngoại đã dành từ rất lâu rồi Ngoại dặn tôi là phải học cho giỏi để làm bác sĩ, để về chữa bệnh đau lưng cho bà, để chữa mắt cho bà, để bà lại được dịp đi lòng vòng khắp sớm, để khoe. Thằng cô Bi nhà tôi, nó đậu to lắm, đậu trường to nhất trên thị xã. Và bây giờ tôi cũng đã thành bác sĩ, nhưng ngoại tôi thì đã đi xa lắm rồi. Bến xe quê tôi thực chất, nó chỉ là một khu đất trống gần chợ sáng thì nó là bến xe, quá trưa thì thành chỗ phơi cá khô của tiểu thương trong chợ. Chiều thì thành chỗ đá bóng của trẻ con. Còn luyến, nó nhất quyết chờ tôi lên xe rồi mới chịu đi về. Tôi bị nhét ra hàng ghế sau cùng. Tôi úp mặt vào cửa kính phía sau xe. Nhìn ra cái bóng vết đệ của nó xa dần, xa dần trong lớp sương mờ của buổi sáng miền núi. Sau này có dịp đi ô tô, xe buýt, tôi thường chọn cho mình giải ghế sau cùng, chỗ mà người ta tránh nhất, để thỉnh thoảng nhìn ra cửa kính, tìm kiếm một cái gì đó, một cái gì đó thật mơ hồ. Trường trên thị xã khác hẳn ở dưới quê tôi. Tuy không mát mẻ và nhiều bóng cây bằng, nhưng rất rộng và sạch sẽ. Sau hai ngày đầu bỏ ngỡ, thì anh con của bác hàng xóm dưới quê cũng tìm được cho tôi một phòng trọ ở gần trường. Ở chung với một anh người tài lành như đất lên thị xã học theo diện chính sách ngoài giờ đi học thì tôi hay lăng quăng ra bờ hồ gần trường để đi dạo ra sân vận động xem đá bóng thỉnh thoảng buồn quá thì trèo lên cái cột nước ở gần trường để ngồi ngắm nhà cửa xe cộ cây cối bé tẹo ở phía dưới học trường mới lớp mới trong lớp toàn học sinh của thị xã con nhà khá giả nên với bộ dạng hai lúa và khù khờ của mình tôi hầu như không thể hòa nhập được với bọn chúng. À, mà thật ra tôi cũng chẳng muốn chơi với ai hết, chỉ muốn đi học rồi về, ai hỏi thì trả lời, không thì thôi. Có hôm, cả ngày tôi không nói tiếng nào. Một thời gian thì tôi bị liệt vào thành phần lập dị trong lớp, nhưng tôi chả mấy quan tâm về điều này. Cứ điều đặn đầu tháng là mẹ kế tôi gửi gạo, tiền, mắm muối và những thứ cần thiết lên cho tôi tháng nào cũng như tháng nào chưa một lần bà để tôi đói hay thiếu thốn thỉnh thoảng con em tôi nó có biên thư lên lá thư của nó thường có ba phần một phần của ngoại tôi một phần của mẹ kế và một dòng ngắn ngủng của nó cuối thư anh bi ráng học cho giỏi nghe hầu như lần nào cũng chỉ có như vậy nhưng tôi vẫn háo hức khi mỗi lần nhận được thư của nó nét chữ của nó tròn vo và nắng nót tôi đọc được nét mặt của nó trong thư. Mặc dù trường cách nhà tôi cũng không xa lắm, chỉ khoảng 50 cây số, nhưng ngày xưa đi lại khó khăn và cũng sợ tốn kém, nên tôi ở một lèo đến giáp Tết cũng chưa chịu về nhà. Hôm ấy đi học về, thì tôi thấy con luyến đứng trước nhà, tay cầm mảnh giấy ghi địa chỉ. Tôi ngạc nhiên lắm, chạy ngay lại hỏi nó. Mày đạp xe lên đây hả? Xa thế mà mày cũng đi được, mày có hâm không đấy? Nói bảo với tôi là nó được nghỉ hai ngày nên lên thăm tôi. Nó đi từ lúc 5 giờ sáng, bây giờ mới tới. Với lại nó cũng muốn lên xem thị xã nó như thế nào. Tôi gỡ những thứ linh tinh trên xe xuống cho nó. Gạo, bánh của ngoại, nửa con vịt của cô và một bọc bánh tráng nướng nát phụng vì đi đường xa. Tối hôm ấy, nó ngủ lại phòng tôi vì tôi không cho nó đi xe về buổi tối, sợ nguy hiểm. Anh người tài biết ý nên sang nhà hàng xóm ngủ nhờ và cũng vì cái phòng tôi bé tẹo nên không đủ chỗ cho ba người. Nó đi đường xa mệt nên đi tắm rồi lăn quay ra ngủ. Tôi thì ngồi học bài đến khuya. Phòng của tôi chỉ rộng 12 mét vuông và kê đủ thứ linh tinh nên chỗ ngủ cũng là chỗ ăn cơm, chỗ tiếp khách. Tôi nằm xuống cạnh nó Lần đầu tiên trong đời tôi nằm gần một đứa con gái như thế. Tôi quay mặt vào tường nhưng có cái gì đó thôi thúc. Thôi thúc khiến tôi quay sang nhìn nó. Con em tôi học lớp 8 rồi, cũng bắt đầu lớn rồi. Trong ánh sáng mập mờ của cái đèn học, tôi chợt nhận ra nó không còn là con bé đen nhiễm dạo trước nữa. Hai năm ở nhà tôi không phải chăn trâu bắt ốc, không phải ăn uống khổ cực nữa nên nó đã mập và da dẻ đã trắng lên rất nhiều. Tôi nằm nghiêng đối diện với nó. Tự nhiên tôi nhận ra là so với tất cả con gái tôi từng gặp hay học chung, không có đứa nào đẹp bằng nó cả. Nó xinh lắm, xinh ghê gớm. Sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ? Hay là tôi xa nhà nổ năm nên nhìn nó lạ đi? Năm ấy tôi cũng đã bắt đầu dậy thì rồi. Cũng vật vả và cào cấu như bao người khác. Nhưng chuyện ấy và con gái đối với tôi là một cái gì đó rất mơ hồ và siêu thực. Tôi không biết là mình muốn gì và cần gì nữa. Tôi đón nhận sự thay đổi của cơ thể, của tâm lý một cách tự nhiên và thuần khiết nhất. Tôi nằm ngắm trộm nó đến nửa đêm thì bỏ ra ngoài đi dạo. Tôi sợ chính mình, sợ chính đôi bàn tay run cầm cập thò ra lại trục vào của mình sợ chính cơ thể mình sợ con bé nằm ngủ ngoan như thiên thần trước mặt mình tôi thấy mình thật ghê tởm và xấu xa như con quỷ sáng hôm sau tôi viết giấy xin phép nghỉ học rồi chở nó đi dạo quanh thị xã chỉ còn hơn nửa tháng nữa là tết nên đường phố đẹp lạ lùng hay là điều gì khác trong tôi khiến tôi thấy nó bỗng nhiên đẹp nhỉ tôi cũng không biết nữa chỉ biết con em tôi nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm những dãy nhà cao tầng khu chợ nhộn nhịp đông đúc khác hẳn với cái chợ nhỏ vắng teo ở nhà tôi chở nó qua trường tôi đang học cho nó xem mua cho nó chiếc bánh kẹp trước cổng trường mà ở dưới quê không có mua cả cho nó một cái bờm kẹp tóc lâu lắm rồi tôi mới thấy nó cười nó cười cũng không giống những đứa con gái khác có cái gì đó buồn xa xăm mặc dù tôi biết là nó vui thật Lúc nó về tôi buộc miệng bảo nó Em đi xe cẩn thận đấy Về nhà thì qua nhà cô Tư Gọi điện lên cho anh Cái số anh vừa chép đấy Nói xong tôi mới nhớ Đây là lần đầu tôi gọi nó bằng em Thôi kệ Tôi thấy tôi và nó cũng đủ lớn Để gọi như thế rồi Và tôi biết điều đó khiến nó vui 29 giáp Tết tôi mới về đến nhà Bà ngoại với cô tôi chờ sẵn ở nhà tôi từ lúc nào rồi. Lúc ăn cơm, họ hỏi han tôi đủ thứ, rồi lắng nghe tôi kể chuyện học trên thị xã, kể về nhà cửa phố phường, về những thứ mà ở dưới quê tôi không có, về tức tần tật những chuyện xảy ra trong nửa năm tôi xa nhà. Lần đầu tôi đi xa nên ăn cơm gia đình, tôi thấy ngon và ấm cúng lạ thường, không chơi ổng ẹo như ngày còn ở quê nữa. Tôi thấy mình thật dạy, khi trước đây không biết trân trọng những bữa cơm đông đủ ở nhà. Tối đấy, tôi chở con luyến đi dạo. Tôi bảo nó kể cho tôi nghe chuyện ở nhà, chuyện học hành của nó, chuyện linh tinh sớm làng. Nó ngồi sau tôi thì thầm to nhỏ, chuyện anh hàng xóm mới lấy vợ, chuyện con chó ở nhà đẻ được hai con. Biết ăn cơm thì nó cấp ra chợ bán. Chuyện bà ngoại hay chống gậy sang hỏi bao giờ thì thằng mi nó về chuyện về trường cấp 2 mới xây thêm một giải nhà nữa. Ngày ấy quê tôi chưa có đèn đường, nhưng vì gần Tết nên nhà nào cũng thắp đèn sáng trưng để gói bánh, để thịt gà thịt heo. Tôi chở nó đi xa thích, ra tận con đập nước ngoài ven, chỗ mà ngày còn ở nhà tôi hay ra tắm với lũ bạn. Ngồi trên bờ đập nước, gió thổi mắt lạnh, nói chuyện với nó, tôi phát hiện ra nó đã khác xưa rất nhiều cũng đã bắt đầu hiểu chuyện, chứ không có khụ khờ như dạo mới lên nữa. Nó đã lớn thật rồi, chí ít là trong suy nghĩ. Lúc nằm mơ màng ngủ, nhớ lại lúc ở trên con đập, tôi chợt thấy sao xứ lạ kỳ. Sao hồi nãy nó cười duyên thế nhỉ? Sao hôm nay nó lại kẹp cái bờm của tôi mua cho nhỉ? Trông đáng yêu và gọn gàng lắm, không có buộc xù như ngày trước. Tôi có tâm trạng ấy cũng là vì lên cấp 3, tôi được đọc cuốn sách về tình yêu đầu tiên trong đời. Hình như là quyển Đồi Gió Hú. Nói cách khác là tôi đã bắt đầu biết mơ mộng, mơ mộng những thứ mà trước đó tôi cho rằng vớ vẩn và đáng khinh. Đấy là năm 1995, năm đầu tiên cấm nổ pháo vào dịp Tết. Tết trở nên kém vui hẳn đi. Với lại, nhà tôi đang có tang nên tôi cũng chẳng muốn đi đâu. Mấy ngày Tết quanh quẩn ở nhà một mình với chiếc tivi trắng đen có cái chút vặn cọt kẹt. Mùng năm Tết thì nó về nhà. Nó đi về quê thăm bà nội từ hôm mồng 2. Hôm nay phải về để mùng 7 còn đi học lại. Nó bước vào nhà mặc chiếc váy màu xanh gấp nếp, áo sơ mi trắng cổ tròn. Đấy là kiểu thời trang ngày xưa của hầu hết tụi con gái quê tôi. Dấu vẻ ngạc nhiên khi lần đầu thấy nó mặc phái Tôi gật đầu khi nó chào Rồi tiếp tục hướng mắt vào tivi Nhưng thật ra Thật ra tôi tò mò kinh khủng Tôi muốn quay sang nhìn nó Nhìn cái dáng của nó trong chiếc váy Nhìn thấy nó lần đầu ăn diện Tôi cố gắng kiềm chế Để nhìn lên tivi Cố gắng không quay sang nhìn nó Cũng không biết vì sao Tôi lại làm thế nữa Tôi chỉ biết là mặc dù nhìn thấy nhưng tôi không biết là cái tivi đang chiếu cái gì. Đơn giản là vì tâm lý và ý nghĩ của tôi thuộc về nơi khác. Tôi lên thị xã học lại, mang theo nỗi bâng khuân kỳ lạ về cô em gái. Hình ảnh nó hôm Tết cứ ám ảnh tôi mãi. Nó đi vào những giấc mơ, những buổi chiều thơ thẩn, những lúc ngồi trên bồn nước cao trong lớp học. Thậm chí, nó lờ mờ hiện ra cả trên mặt nước bờ hồ, khiến tôi phải giật mình cứ ngỡ là đang ngủ gật. Đến tháng 5, lúc mà ve đã răm rang chuẩn bị vào hè, thì cô tôi biên thư lên bảo tôi về nhà gấp. Tôi thấy kỳ lạ là sao không phải là em gái tôi, mà lại là cô tôi. Giọng của cô trong thư cũng gấp gáp lạ thường. Chiều hôm đấy học xong, tôi bắt xe rồi về quê ngay trong đêm. Cũng may là hôm đấy tôi về ngay, chứ còn chần chừ đến sáng hôm sau thì tôi đã không còn được gặp mẹ kế lần cuối nữa. Bà nằm trên giường, vẫn tỉnh táo và nói chuyện được, nhưng bụng rất to như có chữa sắp sinh, da thì tái nhợt. Cô tôi nói bà bị sơn gan cổ trướng giai đoạn cuối, trạm xá trả về tối hôm qua. Con luyến nó ngồi cạnh mẹ, tay nắm chặt lấy mẹ. Tôi không biết là nó gan lì không khóc để tránh mẹ nó buồn hay là nó đã trốn vào góc nào đó khóc hết nước mắt rồi mặt nó phò phạt đi vì thức đêm trong mẹ vì lo lắng vì sợ hãi bà ngoại tôi thì khóc hết nước mắt bà bảo bà có một đứa con gái như mẹ là phúc cả đời bà phúc của thằng cản bố tôi phúc của thằng bi tôi ra ngoài ngồi ủ rũ chẳng biết nói gì hơn chẳng biết phải làm gì trong lúc này một lúc sau thì cô tôi ra gọi tôi vào buồn để mẹ kế tôi gặp. Bà nắm chặt tay tôi, thều thào bảo tôi phải học thật giỏi để đổ đạt cao để sau này lo cho con luyến. Bà nứt lên mấy cái rồi nhắm mắt. Con luyến thấy thế, gào thảm thiết, gào như điên như vậy. Cả nhà tôi, bà con chồng sớm đến thăm cũng đồng loạn ôm mặt khóc nức nở. Đến lúc này tôi cũng không nén được nữa. Tôi nắm chặt lấy tay mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gọi mẹ bằng mẹ. Cái từ mà tưởng như đã chết hẳn trong tôi từ lâu lắm rồi. Mẹ không sinh ra tôi, nhưng đôi quan gánh của bà đã gánh tôi trên vai, gánh cả những tội nhục của phận làm vợ kế gánh cả của đứa con gái nhặt được ở ngoài mương vậy nuôi nấng chăm sóc nó như con đẻ để nó thành em gái tôi như bây giờ tình thương của mẹ mênh mông và rộng lớn quá đến khi mẹ mất đi rồi tôi mới nhận ra thì đã quá muộn ngay cả lúc mẹ sắp ra đi bà cũng cố dặn cả nhà đừng báo cho tôi biết vì sợ tôi lo lắng mà ảnh hưởng việc học hành thỉnh thoảng có nghe ai đó ru con mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Tôi lặng nghĩ đến mẹ, nghĩ đến đôi quan gánh của mẹ và cái nhìn triều mến của bà khi lần đầu gặp tôi. Cô Bi đây à, giống bố nhỉ? Đám tang mẹ xong, tôi lên thị xã thu dọn đồ đạc rồi về ngay. Tôi quyết định bỏ học để theo chú tôi đi xẻ gỗ. Mà tôi có muốn đi học cũng không được nữa vì lấy tiền đâu để mà học rồi thì ai sẽ lo cho con luyến? Tôi ở nhà khoảng 10 ngày, thấy con luyến nguôi ngoài phần nào rồi. Trong bữa cơm, tôi nói với nó. Ngày mai, anh theo chú Bảy đi làm, em ở nhà lo học nhé. Cứ nửa tháng anh về một lần. Nó nghe thế thì quên cả vẻ ủ rũ. Không được, anh không được bỏ học. Anh mà bỏ học thì anh là đồ bất hiếu, không nghe lời ba mẹ. Ngày mai anh phải lên trường ngay, ở nhà đã có em lo. Nó nói như ra lệnh, người lớn và rất dứt khoát. Tôi hơi bất ngờ khi thấy nó nói như thế, nhưng vẫn từ tốn bảo nó. Không phải là anh không muốn đi học, anh đã quyết thế rồi, em ở nhà học cho giỏi đi, không được nghĩ ngợi gì hết. Nó thì nặng nặng bảo tôi đi học, tôi thì cứ ôm tồn nói với nó, giải thích cho nó hiểu cuối cùng nói không được nữa nó mới nói tuyệt với tôi em bỏ học từ sau tết rồi từ ngày mai sẽ đi bán bánh thay mẹ anh cứ đi học đi anh nghe em anh cứ học thật giỏi còn em là con gái học hành rồi cũng chẳng tới đâu em theo mẹ đi bán từ mấy tháng nay rồi đến đây thì tôi sốc nặng bát cơm trên tay tôi tự nhiên nặng trịch tôi không còn lời nào để nói với nó nữa nó là đứa học giỏi nhất trường tôi. Chỉ vào học nửa năm, nó đã đứng đầu trường. Tôi nghĩ thế, nên kỳ vọng vào nó biết nhiều nào. Vậy mà, vì tôi, vì một thằng chẳng phải máu mũ gì. Mãi rất lâu sau, tôi mới biết, khi phát bệnh, biết mình sẽ không qua khỏi, nên mẹ đã bảo nó thôi học, tập đi bán dần để sau này nuôi tôi ăn học. Sáng hôm sau, ngủ dậy, thì nó đã đội quăng gánh đi bán rồi nó để lại cho tôi một mảnh giấy nhỏ dặn tôi đủ điều quần áo của tôi nó đã xếp gọn gàng vào ba lô rồi trong đó còn có một ít tiền được gói bằng giấy báo bên ngoài là bọc ni lông cột rất kỹ càng đó là số tiền mẹ để lại cho tôi cô chú và hàng xóm giấm dúi giúp đỡ đủ để cho tôi ăn học trong hai tháng tôi gạt nước mắt phát ba lô lên trường để tiếp tục đi học để lại ở quê cô em gái bé nhỏ hằng ngày vẫn nặng nề đôi gánh trên vai bước thấp bước cao trên những con dốc chợ miền núi ai bèo lọc nậm không